và bóng đá chính hiệu và kênh của Victor Giro, bóng đá phương Nhộn đã quay trở lại rồi đây. Phi cười khi các ngôi sao Ronaldo, Neymar xử lý lỗi kỹ thuật. Năm 2017, tiền đạo khi đó thuộc biên chế Barcelona đã khiến biết bao hậu vệ phải khốn đốn vì những pha đảo chân, đi bóng lắc léo. Tuy nhiên, đoạn clip tờ Daily Mail đăng tải lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Trong một nỗ lực thực hiện kỹ thuật, Neymar đã giẫm chân trụ lên bóng và trượt ngã. Phần mông của ngôi sao YouTube đè lên trái bóng khiến anh khá đau đớn. May mắn cho tiền đạo của Barca khi anh không gặp chấn thương trong pha bóng này. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của chúng mình để luôn được cập nhật những video mới nhất. Năm 2017, khi mới đến AC Milan, Leonardo Bonucci đã phải hứng chịu sự chê cười sau màn cứu thua hỏng hài hước trong trận gặp Austria Wien. Trong nỗ lực cứu thua, đội trưởng Leonardo Bonucci trượt xuống sân cản bóng, nhưng anh mắc sai lầm về kỹ thuật. Thay vì hạ thấp cái chân dùng để cản phá, Bonucci để cao chân khiến quả bóng chui tọt qua. Cản bóng sai kỹ thuật, thủ quân Milan bất lực nhìn đội nhà chịu bàn thua hài hước, còn khán giả thì được một phen cười đau bụng. Trận đấu giao hữu giữa MU và Everton diễn ra trên sân Old Trafford hôm tháng 8 năm 2016 nhằm tri ân những cống hiến của Rooney cho Man United. Trong trận đấu đó, Memphis Depay đã bị ngã dập mông khi thực hiện một pha xe đạp chống ngược nhưng bị sai kỹ thuật. Rooney và cậu con trai Kai không thể ngừng cười. Bác sĩ của đội 1 Man United ngồi cạnh giữa gã stress cũng phải rất vất vả mới có thể giữ được khuôn mặt lạnh lùng. Chân gỗ Welbeck đã từng khiến fan quỷ đỏ phải mừng hụt với pha bỏ lỡ khó tin này. Cụ thể, trong tình huống đối mặt với thủ thành Neuer, chân sút người Anh đã tỏ ra quá hiền lành và không thể đưa bóng vào lưới. Mặc dù trước đó, anh lại tận dụng khá tốt sai lầm của trung vệ Boateng để nhận đường chuyền của Wayne Rooney. Pha bóng khiến huấn luyện viên David Moyes bên ngoài sân phải ôm đầu tiếc nuối. Neymar, tiền đạo xứ Samba, đã nhiều lần khiến các cầu thủ đối phương, thậm chí là cả trọng tài phải ngứa mắt mỗi khi anh tung ra tuyệt chiêu này. Thế nhưng, không phải tỷ lệ thành công luôn là 100% và thỉnh thoảng Neymar cũng phải muối mặt vì những khoảnh khắc biểu diễn kỹ thuật lỗi như thế này. Dù luôn được xem như siêu nhân với thể lực và kỹ thuật thượng thừa, thế nhưng không ít lần Ronaldo cũng muốn đồn thổ vì những sự cố khi phô diễn tài năng trên sân cỏ.
Điển hình như tình huống này, sau những pha đảo chân điên cuồng thì bất ngờ trái bóng lại tuột khỏi chân CR7, khiến cả anh lẫn cầu thủ đối phương đều bị bất ngờ. Pha lấy đà siêu chậm và siêu hài hước của tuyển thủ Italy Simon Zaza từng trở thành đề tài chế ảnh cực hot trên mạng xã hội. Ở trận đấu gặp Đức tại tứ kết Euro 2016, huấn luyện viên Antonio Conte thay Zaza vào để đá phạt đền và cầu thủ này đã phụ lòng người thầy bằng cú đá bắn chim đưa bóng đi thẳng lên trời. Thậm chí sau đó, nhiều người gán anh với biệt danh thánh sút phạt đền dở tệ. Trong một lần đụng độ Barca, Felix đã có một pha sút bóng hụt đau đớn trong một tình huống ở sát đường biên ngang. Khi bị Umtiti theo kèm, Felix quyết định tung ra cú sút. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, ngôi sao trẻ người Bồ này lại đá vào không khí. Trong trận Mỹ thắng Scotland 3-0 ở vòng loại Euro 2020, Lukaku có pha bỏ lỡ cơ hội cực kỳ khôi hài và thậm chí là ngớ ngẩn. Cụ thể, trong tình huống nhận bóng từ đường căng ngang của De Bruyne trước khung thành Scotland, Lukaku dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng lại đập trúng chân trái của anh bật ra. Một tài khoản Twitter đã dí dỏm bình luận về tình huống này rằng Lukaku vừa là tiền đạo của Mỹ, vừa là trung vệ và thủ môn của Scotland. Thank you.
làng bóng đá đã chứng kiến không ít những tình huống phối hợp đá hàng rào độc và dị. Cũng có trường hợp trở thành tuyệt phẩm để đời, tuy nhiên cũng có những màn phối hợp đem đến tiếng cười không ngớt. Điển hình là pha bóng này, phút bù giờ thứ 3 trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth hồi năm 2015, James Milner đã có một pha đá phạt bắn chim vô cùng hài hước, khiến khán giả được một trận cười sảng khoái. Vừa rồi là những pha xử lý bị lỗi kỹ thuật của các ngôi sao sân cỏ. Nếu thấy video thú vị, đừng quên để lại một like và nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.